Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan bị thối, giúp cây phát triển được bộ rễ và lá mới nhanh chóng hơn. Khi một cây hoa lan đã bị thối, các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ để chúng ta không phải vội bỏ những cây hoa lan như thế này. Tuy những chiếc lá đã bị thối hoặc bị khô, nhưng chiếc lá này vẫn còn rất xanh tốt và khỏe mạnh. Tất cả những rễ này đều đã bị hư. Do chất trồng quá ẩm ướt là một trong những nguyên nhân, các bạn cần phải cắt ngang đây. Và phần này chúng ta không thể sử dụng được. Khi phục hồi hoa lan, các bạn cần phải làm sạch phần gốc của cây. Và những chiếc lá này các bạn nên gỡ bỏ. Sau đó hãy loại bỏ phần đen này. Các bạn cần phải rửa cho thật sạch chiếc lá, vì những phần đen này sẽ ảnh hưởng rất lớn và sẽ làm cho chiếc lá rất dễ bị thối nhũng. Các bạn hãy sử dụng khăn sạch và lau cho thật khô. Với những chiếc lá còn xanh và khỏe mạnh như thế này, cây sẽ được phục hồi rất nhanh. Và phần gốc trên đây còn rất tốt. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành. Vỏ hành rất tốt để giúp cho hoa lan phục hồi rất nhanh. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn sẽ chờ cho nước nguội. Khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn hãy lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm và dùng nước này lau sạch chiếc lá. Nó sẽ giúp cho chiếc lá lan khi phục hồi sẽ không bị héo rũ. Và là một trong những cách đơn giản để chiếc lá không bị nấm và côn trùng trong suốt quá trình phục hồi.
Sau đó hãy đặt chiếc lá hoa lan vào đây, cho nước bỏ hành vào, và các bạn sẽ ngâm gốc hoa lan trong 30 phút. Sau đó các bạn lấy chiếc lá ra, lau khô lại phần gốc. Và để chiếc lá ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi các bạn thấy phần gốc của chiếc lá đã được khô hoàn toàn, đây là điều kiện thuận lợi để giúp chiếc lá được hồi sinh nhanh hơn. Sử dụng một chai nhựa đã được rửa sạch và chúng ta chỉ sử dụng phần trên này. Dùng những miếng bông mềm hút nước. Sau đó sử dụng nước để làm ẩm bông mềm. Các bạn sẽ đặt vào như thế này. Sau đó đặt chiếc lá lan vào đây. Sau đó các bạn cho nước vào. Trong suốt quá trình phục hồi, các bạn không được dịch chuyển chậu cây. Phần này sẽ hút nước lên, giúp cho gốc cây ẩm nhưng không quá ướt. Kiểm tra để thay nước cho chậu cây. Vì chiếc lá này rất to nên 2 ngày một lần các bạn hãy phun sương để giúp cho lá được giữ ẩm. Cách làm này để giúp cho chiếc lá không bị héo trong suốt quá trình phục hồi. Và đây là kết quả sau 45 ngày tiếp theo. Rễ đã phát triển rất tốt với cách làm này. Rễ rất khỏe mạnh. Khi những chiếc rễ đã phát triển được tốt hơn như thế này, các bạn có thể yên tâm để trồng lại cây. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Chiếc lá mới đã phát triển rất xanh và chiếc lá này cũng đã cứng cáp hơn. Một kết quả rất tuyệt vời để phục hồi hoa lan. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.